Để có một bộ đèn sáng như thế này thì anh em sẽ bỏ ra một cái chi phí là khoảng bao nhiêu tiền để có được ánh sáng như này ạ? Đây, đây là chiếc Hyundai Accent thì với chi phí rất là hợp lý, chỉ với hơn 5 triệu thôi là anh em đã sở hữu một bộ bi LED của GTR Limited 3.0. Đấy, với công suất cốt và với bộ đèn sẽ hỗ trợ cả hai chế độ cốt và pha. Đây anh em thấy với đầy đủ các thông số mà nhà sản xuất đã ghi trên này, với nhiệt màu là 5000 cho ánh sáng rất là bám đường, cho anh em đi cũng các cung đường mưa trời sương đi thoải mái luôn anh em nhé. Và mặt cắt cốt rất là rộng. Đấy, với chip LED lên đến 9 chip LED và công suất cốt lên đến 55W và công suất pha lên đến 65W và bảo hành cho anh em đổi mới là 3 năm. Đấy. Và khi mà nâng cấp một cái bộ đèn này thì những bản dòng xe mà có bi này lắp đặt anh em thấy không ạ? Lắp đặt thì là như zin và tất cả hệ thống điện sẽ được bên em xử lý lại đảm bảo cho anh em trong cái thời gian này, anh em sử dụng trong thời gian dài sẽ không ảnh hưởng gì đến hệ thống điện của xe anh em nhé. Và bi sẽ hỗ trợ hai chế độ pha cốt với ánh sáng nguyên bản. Đây anh em có thể thấy đây là ánh sáng cốt của chiếc xe cho ra. Đấy, ánh sáng pha. Đấy. Và một cái điều nữa đó là bi LED thì cái độ trễ nó sẽ gần như là không có nữa. Đấy. Anh em có thể thấy đấy ạ. Đấy, chế độ pha anh em có thể để ý hai cái tâm vàng đó là những chip LED phụ để hỗ trợ với những dòng vi LED đời mới giờ bắt đầu từ 2024 nó sẽ có chip LED phụ để hỗ trợ cho anh em giống như hai cái tâm laser ấy để cho anh em chiếu xa tốt hơn khi mà đi đường trường. Đấy, với ánh sáng 5000 thì anh em đi đời trời mưa trời sương anh em đi thoải mái. Đấy, còn anh em nào mà chưa biết nâng cấp đèn ở đâu ạ, hay là anh em muốn tư vấn lắp đặt những sản phẩm đèn LED chính hãng thì anh em hãy đến với Akala Thái Nguyên để bên em tư vấn hỗ trợ lắp đặt cho các bác.